xin chào tất cả các bạn gần xa, ở khắp các mọi nơi. Tết đến rồi các bạn ơi, năm hôm nay là 27 Tết của bên Mỹ. Mình là Crystal Trần đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Nhà Của Mẹ Crystal Trần. Thực ra là Crystal ở chỉ có một mình. Xuân mà xa nhà nhớ mẹ rất là buồn các bạn ơi. Các bạn thì như thế nào? Các bạn đã chuẩn bị đi chợ để mua sắm các trái cây cũng như là đồ ăn để mình chuẩn bị cho 3 ngày Tết hay không? Thực ra đó là Tết bên Mỹ cũng rất là buồn vì phải đi làm. Cái ngày giờ của bên Mỹ á, nó không có như bên Việt Nam mình là Tết cổ truyền. Vì mình là người sinh sống ở nước ngoài. Tết bên Mỹ đã qua rồi, còn bây giờ là Tết Việt Nam. Thì mình là người Việt Nam thì mình theo phong tục, mình cũng sắm sửa chút ít trái cây cũng như là bánh tét, rồi kẹo bánh mứt, rồi hoa để mà có ở trong nhà 3 ngày Tết, cho nó có một chút không khí của mấy ngày xuân. Chứ còn thực ra đó là các bạn biết không, Tết ở Mỹ mà làm sao mà như ý của mình được, đúng không nè? Cũng phải đi làm. Vì hôm nọ đó là cái ngày nghỉ của mình, cái vacation á, đã hết rồi. Bây giờ thì mình cũng chỉ tranh thủ để đi chợ mua sắm chút xíu trái cây cũng như nhang đèn rồi bông hoa để mà chuẩn bị cho sắp tới đây là cúng giao thừa rồi lại qua mùng 1. Thì mình cũng nói với các bạn rằng là Tết ở Mỹ á, không như Tết mình, Tết quê hương mình đông vui nhộn nhịp. Nhưng mà năm nay á, các bạn biết không, dịch bệnh đó chưa có hết. Đâm ra là làm gì làm cũng phải thật cẩn thận nha các bạn. Thực ra đó là ở Việt Nam mình bây giờ cũng vẫn còn sợ đó. Mà không phải riêng Việt Nam mà tất cả các bạn khắp nơi trên thế giới cũng cố gắng mình giữ gìn sức khỏe mình, đi đứng cũng như là sinh hoạt nha. Vì cái bệnh này nó chưa có chấm dứt đâu. Mặc dù là có thuốc chích thì có thể ngăn ngừa cái chết thật, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng trong cái con người của mình. Thành thử ra các bạn hãy giữ gìn sức khỏe. Vì đầu năm mới mà bệnh thì thật sự rất là buồn. Còn riêng Crystal ở đây thì năm nay gọi là xuân xa nhà nhớ mẹ các bạn ơi. Nhớ mẹ mình lắm. Cũng như là không có thời gian nghỉ nhiều để về ăn Tết với mẹ như năm trước. Thành thử ra mình làm như thế này là để quay cho các bạn xem. Các bạn nào mà có hoàn cảnh giống như mình á, thì coi cho đỡ nhớ. Cái Tết mình chỉ có bao nhiêu lời nói. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, vạn sự lành và sức khỏe thật nhiều. Chúc mừng năm mới các bạn nha. Đây, đây là cái bàn để Crystal để trưng trái cây cũng như là trưng cúng để nhớ lại Tết cổ truyền của Việt Nam mình. Đó. Con nó cũng sẽ về, nhưng nó về không phải là ngày Tết, vì ngày Tết rơi vào thứ ba các bạn ơi. Thành thử ra nó vẫn phải học, nó vẫn phải lên trường. Đó. Crystal quay cho các bạn coi khung cảnh trong cái nhà của mình là như thế này đây. Hai mẹ con ở cũng rất là ấm cúng, không có lớn. Mình thì mình đi thuê phòng đó. Thành thử ra cái này thì nó gọi là cái studio. Nó cũng rộng rãi, nó cũng có nhà bếp. Rồi đây, nhà bếp
nơi mà Crystal thường quay nấu nướng đây nè các bạn. Đó, Crystal để đồ nhiều quá, nhưng mà thôi kệ, tạm thời mình sống vui và sống khỏe, còn chuyện gì đến thì nó phải đến thôi. Đó, đây đây là phòng khách, phòng khách của nhà mình đây. Đó, Crystal thường ngồi đây để xem tivi, những lúc ăn cơm cũng ngồi ghế sofa này để xem tivi. Sẵn tiện Crystal sẽ quay một vòng cho các bạn xem cái căn nhà của Crystal đang ở nhé. Đó, đây là restroom. Đây. Đó, các bạn thấy không? Tại vì đi làm cả ngày cũng không có ở nhà, rồi con nó cũng đi học cả ngày, tối về thì mới ăn uống chút đỉnh rồi lại tranh thủ ngủ để mà đi làm việc vào ngày mai sáng sớm. Crystal cũng muốn cho các bạn hiểu về cái sinh hoạt cũng như là hoàn cảnh của mình. Mình là người mẹ đơn thân, làm để nuôi con ăn học. Con thì đi học hoài à, con không có rảnh. Còn mình thì vừa đi làm vừa take care con, cơm nước cũng như là ăn uống cho nó, quần áo sắm sửa, đóng tiền học, cái gì mình cũng phải lo. Mình thử ra hoàn cảnh mình nó cũng không có như người ta, thực sự là rất là tất bật. Để Crystal cho mấy bạn xem cái phòng ngủ nha. Đây, đây là phòng ngủ của Crystal đây. Đó. Còn phòng của con nhỏ đó thì là nó đóng cửa rồi, nó không cho vô phòng đó, lấy móc nó để tùm lum. Còn cái này là của phòng Crystal nè. Đó, Crystal cũng hả, phòng ngủ, phòng ngủ của Crystal đó. Đi làm suốt ngày, tối về ăn uống tắm rửa rồi có dọn dẹp cái gì sơ sài thì dọn dẹp rồi cũng ngủ. Thành thử ra nó cũng không có được tươm tất. Đây là cái kệ để đồ nấu nướng. Nhà thì không có được rộng lớn nhưng rất là sạch sẽ. Đây, trở lại với cái bàn của mình đó, các bạn thấy không? Đây là cái mâm trái cây để mình cúng Tết. Rồi Tết này mình sẽ quay, mình chia sẻ với các bạn mình nấu cái thứ gì để mình cúng cho ngày đầu năm mới là ngày chay nha. Rồi bản thân Crystal cũng rất thích ăn chay, thì rảnh có chia sẻ được món nào lên cùng với mấy bạn xem thì mấy bạn chia sẻ cùng với mình nha. Xin hãy yêu thương Crystal cũng như yêu thương những video clip của các bạn khác. Crystal cũng muốn cho mọi người thấy là cái sự chia sẻ của mình cùng với các bạn. Mong rằng các bạn ủng hộ kênh của Bếp Nhà Của Mẹ Crystal Trần nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, Crystal cũng muốn làm một cái video clip để chia sẻ cùng với mấy bạn đó mà. Đây, bây giờ để Crystal đi quay khung cảnh bên ngoài ha. Để Crystal lấy cái chìa khóa nha, mở cửa. Đó, bên ngoài của Crystal đó, các bạn thấy không? Crystal chưa bao giờ đi ra ngoài này hết á, vì cũng không muốn.
làm phiền ai hết. Còn đây là cái lối đi nhà Crystal đi ra nè. Đây là cái hệ thống máy lạnh và máy nóng, mỗi khi lạnh thì mình mở thì nó gọi là air center đó, nó sẽ lạnh hết tất cả các phòng, cũng như là mùa nóng thì nó sẽ nóng hết tất cả các phòng đó. Đường lối đi ra này của nhà Crystal đây đó, cửa sổ phòng của Crystal đó. Bữa nay Crystal đi làm trễ một chút, quay cho các bạn coi cái khung cảnh nhà của Crystal nha. Đây đó, các bạn thấy không, đây là cái garage xe, đây là nhà, trên driveway thì xe chủ đậu chở chiếc. Đây là xe Crystal đây đó, buổi sáng rất là bình yên các bạn ơi. Ở đây là khu của người Việt ở cũng rất nhiều, nhưng cũng có người nước ngoài. Sát nhà mình là nhà người Mexican, và nhìn ở trên hình toàn là người nước ngoài thôi đó. Ngay khuôn viên nhà Crystal ở nè, các bạn thấy không, xe phòng và ở lối đi riêng. Cái phòng đẹp không các bạn, rất là đẹp. Hôm nay nó nở hoa rồi nè, đẹp quá ha. Đó, các bạn thấy cái hoa đẹp chưa? Không có gì gọi là cao sang hết, rất là đơn giản các bạn ha. Đây là lối đi vô. Cái cây trang nhà của bà chủ, trái nhiều lắm mà. Đây nó rớt nè, rồi lượm được hai trái để đây nè, mình sợ nó đắng. Nhà bà chủ đó, còn mình thì ở cái căn nhà này. Đây, đây là cái căn nhà mình ở nè đó. Bây giờ mình bước vô đây cho các bạn xem. Nặng quá à. Rồi mình đi vô. Như vậy là các bạn cũng có thể biết sơ sơ quanh nhà của Crystal rồi phải không? Đó. Mong rằng cái video clip này tạo điều kiện cho các bạn coi thấy thú vị. Nhấn like và share, cũng như là nhấn kênh đăng ký cho Crystal nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cái clip, những cái clip sau cho năm mới nha. Các bạn tiếp tục theo dõi mình ha. Bye bye.